Với 5 chế độ làm đẹp cao cấp, máy massage mặt công nghệ Nhật Bản Bimis BM13 sẽ giúp cho làn da của quý khách được nâng và săn chắc hơn, tăng khả năng hấp thụ của da, mang đến một làn da sáng liệt và căng bóng. Thiết bị hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều lợi ích khác cho làn da và là một sự bổ sung tuyệt vời cho quá trình chăm sóc da hàng ngày. Sau đây, siêu thị y tế xin giới thiệu và hướng dẫn đến quý khách hàng cách sử dụng máy massage mặt Bimis BM13. Máy massage mặt Bimis BM13 sở hữu hộp đựng sang trọng với các phụ kiện, thân máy, dây sạc, đế máy và sách hướng dẫn sử dụng. Quý khách hãy cắm dây sạc để sử dụng máy, sau đó ấn nút chế độ cụ thể để điều chỉnh cường độ. Ấn nút đèn LED chọn ánh sáng đỏ, xanh lá, xanh dương hoặc kết hợp cả ba đèn. Bước tiếp theo, chỉ cần thoa dưỡng chất lên đầu máy và nhẹ nhàng đưa lên mặt để sử dụng. Quý khách cũng có thể chọn độ rung dùng kết hợp cùng các chế độ khác. Máy massage mặt Bimis BM13 sở hữu 5 chế độ làm đẹp cao cấp, chế độ làm dịu, làm căng và hấp thụ, chế độ đèn và chế độ rung. Đèn LED ánh sáng đỏ, xanh lá và xanh dương có thể tùy chỉnh để sử dụng riêng hoặc kết hợp dùng cả 3 đèn. Chế độ âm thanh nhắc nhở cứ 10 giây một lần sau khi chọn chế độ và âm thanh tự động tắt máy sau 15 phút. Đầu thép không chỉ cao cấp, đảm bảo an toàn cho người dùng, không gây hại cho da. Màn hình hiển thị mức độ rõ nét, dễ nhìn. Máy massage mặt có cơ chế tự động tắt sau 15 phút hoạt động, nhắc nhở sử dụng vừa phải, không lạm dụng có thể làm tổn thương da. Máy massage mặt Bimis BM13 có thiết kế sang trọng, kích thước nhỏ gọn, tiện lợi mang theo sử dụng mọi lúc mọi nơi. Sản phẩm máy massage mặt công nghệ Nhật Bản Bimis BM13 hiện đang được bán trên hệ thống cửa hàng siêu thị y tế trên toàn quốc. Quý khách hàng hãy nhấc máy và gọi ngay đến số hotline 0985 999929 hoặc trên cặp website siêu thị y tế.com.vn để được tư vấn vào buổi hàng ngày hôm nay.